Trong buổi học ngày hôm nay thì trung tâm Java Master hướng dẫn các em tạo và project Spring Boot với cấu hình bằng file property hoặc là file IML hay là file YAML. Thì tùy theo sở thích mỗi người thì có thể cấu hình với file property hoặc là file IML. Thì hai cách cấu hình này tương đương nhau. Chúng ta có thể chọn một trong hai cách. Thì như buổi học hôm trước thì chúng ta chỉ mới tạo project Hello World. Thì trong buổi học này chúng ta có thể tùy chỉnh một số thông tin khi chúng ta start up project hay là cung cấp thông tin cho một số cái bin để khởi chạy. Thì chúng ta trong project này cũng chỉ đơn thuần là tạo project Maven JDK 1.8 và Spring Boot 2x, sử dụng hai dependency đó là web và theme lib cho Vue. Thì trong cái project Hello Spring bài học trước, chúng ta có file application ở đây. Thì nếu chúng ta để mặc định chúng ta start Tomcat, thì ở đây các em sẽ thấy là nó sẽ start ở cổng 8080. Đây, Tomcat chúng ta có start cổng 8080 và context path đây là khoảng trống. Context path tức là một cái đường dẫn gốc vào trong cái project của mình. Thông thường thì context path trong Java web chúng ta sử dụng tên project. Còn trong Spring Boot ở đây nó sẽ để khoảng trắng như này, nghĩa là khi chúng ta gõ localhost 8080 thì nó sẽ trực tiếp vào luôn cái project Hello Spring. Bây giờ chúng ta giả dụ chúng ta muốn thay đổi cổng Tomcat này hoặc là thay đổi cái đường dẫn context path này theo yêu cầu của chúng ta, thì chúng ta stop lại server. Chúng ta mở file application property lên. Thì để thay đổi cổng thì chúng ta sử dụng gõ vào đây một cái key là server port như này. Đấy. Server.port bằng, và đây là giá trị giả dụ chúng ta để cổng 8081 chẳng hạn. Và trong Spring Boot phiên bản 2x thì chúng ta để đường dẫn context path như sau là server.supplet.context gạch ngang path và bằng. Giả dụ chúng ta không thích để context path là khoảng trắng ạ, chúng ta thích để là ABC thì chúng ta gạch chéo ABC ở đây. Nhớ context path các em phải có gạch chéo ở đầu. Hoặc là tên project chẳng hạn, chúng ta để Hello Spring rất là theo yêu cầu của chúng ta. Đấy, giả dụ chúng ta để ABC như này. Bây giờ chúng ta start lại cái project của chúng ta. Chúng ta click chuột phải vào trong file Hello Application. Đây, chúng ta run as Java Application. Và chúng ta để ý cái màn hình console của chúng ta. Thì ở đây các em sẽ thấy là nó start ở cổng 8081 và context path là ABC. Và bây giờ chúng ta có thể truy cập vào trong cái project của mình bằng cách gõ localhost 2.8081 và gạch chéo ABC, gạch chéo hello. Đấy. Hello là cái đường dẫn vào trong cái controller map với cái view bài học trước chúng ta học. Như vậy đây các em thấy là bây giờ đường dẫn chúng ta sẽ là 8081 gạch chéo ABC, gạch chéo hello. Đấy. Như vậy chúng ta có thể đổi cấu hình trong file application property rất là dễ đúng không? Chúng ta có thể dễ dàng đổi cổng của con Tomcat hay là đổi một cái context path sang một cái context path khác. Tương tự như vậy, các em lưu ý là trong cái phiên bản Spring Boot 1x thì ở đây chúng ta không để key này mà sẽ là cái key là server.context gạch ngang path gạch chéo ABC. Thì nó hơi khác một chút giữa hai cái key cho hai phiên bản 1x và 2x, các em chú ý. Như vậy trong phiên bản 1x thì chúng ta không sử dụng ở đây, chúng ta comment lại. Trong này sẽ là phiên bản 2x chúng ta sử dụng là key bên trên. Thì khi Spring Boot khởi chạy nó sẽ đọc giá trị trong những cái key này. Những cái key này được Spring Boot định nghĩa trước. Và chúng ta chỉ việc là khai báo đúng cái key với giá trị nhập vào thì khi khởi chạy project, Spring Boot sẽ load những cái giá trị key này và khởi tạo các bin, khởi tạo server cho chúng ta. Tương tự như vậy trong Spring Boot cũng hỗ trợ chúng ta một loại file cấu hình khác, đây là file IML. Thì ở đây giả dụ chúng ta sẽ copy lại cái file này và tạo một file application mới, Ctrl C, Ctrl V ở đây. Chúng ta đổi định dạng file đi thành file IML hay là file YAML. Đấy, chúng ta stop lại server. Ở đây thì trước khi chạy file YAML thì chúng ta phải comment cái file property này. Chúng ta có thể cấu hình đồng thời cả file IML cả file property, nhưng mà chúng ta chỉ nên lựa chọn một trong hai cách cấu hình thôi. Giả dụ khi chúng ta cấu hình bằng file IML thì chúng ta comment cái file property này hoặc là xóa đi. Thì chúng ta sẽ mở file IML này với text editor. Thì đối với file IML chúng ta có một cái plugin cài sẵn trong Eclipse, chúng ta có thể vào Eclipse ở đây. Nếu hôm nào dùng Spring Tool thì chúng ta có sẵn plugin rồi. Còn nếu mà hôm nào không có thì cần cài cái plugin là STS trong Eclipse này. Giờ chúng ta vào Eclipse Market ở đây. Các em gõ vào trong cái file này STS thì khi chúng ta vào trong cái Eclipse Market này nó hơi chậm một chút, chúng ta đợi một chút để nó load cái dữ liệu trên server về, chúng ta gõ STS vào đây.
Thì đối với Eclipse, nếu ông nào cần cái tool Spring Tool Seal này, chúng ta có thể cài Spring Tool Seal STS đây, Spring Tool đây. Đấy. Chúng ta có thể cài cái này, nhưng mà cài vào thì Eclipse của mình nó sẽ hơi lag, thì ở đây thầy sẽ không cài. Quay trở lại đây, đối với file RAM, file IML, chúng ta sẽ cấu hình như sau. Chúng ta comment hết file bên này là lại. Bây giờ chúng ta phải dùng file IML. Thì ở đây chúng ta sẽ không dùng dấu chấm nữa mà chúng ta dùng hai chấm. Enter xuống và chúng ta đừng có tab, chúng ta cách vào một dòng. Tương tự như vậy, bởi vì cái key này chung cái server với thằng bên trên, chỗ này chúng ta phải thay bằng bằng dấu hai chấm và bên này sẽ là giá trị của nó. Tương tự cái server này trùng với cái giá trị ở server bên trên, như vậy chúng ta có thể là để như sau. Chúng ta để ngang hàng với thằng này. Như vậy thì server 2 chấm port này, server 2 chấm này, servlet này, xong chúng ta lại 2 chấm này. Chúng ta enter xuống và cách vào một cái dấu cách như này. Và tương tự đây sẽ là dấu 2 chấm. Đấy. Cần để ý cấu trúc nhé, cấu trúc cây. Như vậy đây server là gốc thì đây có hai cái thằng con là port và subnet, subnet có một thằng con nữa là con take path và các em nhớ đây là tuột vào một khoảng trắng. Chúng ta đừng có tab. Còn nếu hôm nào có cái plugin Spring Tool Seal thì nó rất là dễ bởi vì nó có trình editor thì chúng ta trông trực quan màu sắc hơn. Ở đây chúng ta thay hết bằng dấu hai chấm chỗ này và bên này là value đấy cũng thế. Giả dụ đây chúng ta chung cái key server thì chúng ta phải đặt tất cả những cái key con bên dưới key server này. Như vậy thì file RAM nó cũng có rất là hay. Ở chỗ là chúng ta có phân theo cấu trúc cây, nhìn rất là dễ. Nó chỉ có vấn đề là đấy chúng ta hơi tốn cái thời gian, không gian, diện tích ở chỗ này. Nó rất là trống. Tùy theo sở thích mỗi người chúng ta lựa chọn một trong hai file này. Bây giờ chúng ta start lại server. Chúng ta sẽ xóa đi, chúng ta start lại server. Thì chúng ta để ý màn hình này, màn hình console. Đấy, bây giờ các em thấy nó vẫn start ở cổng 8081 và có text path là gạch chéo ABC. Tương tự như file property, đúng không? Chúng ta có thể lên, chúng ta refresh. Như vậy thì các em có thể cấu hình bằng một trong hai loại file, file.property và file.iml. Những cái key này là trong Spring định nghĩa sẵn cho mình. Thì sau này chúng ta thêm các bin hay các dependency, chúng ta có thể thêm những cái file cấu hình vào đây. Giả dụ bây giờ mình comment cái thằng file RAM này lại. Ở đây thì mình sẽ comment file RAM này lại. Chúng ta không dùng nữa. Đấy. Chúng ta sẽ cấu hình bằng file property. Stop lại server. Giả dụ đổi về cổng 8080. Mình sẽ start lại server. Để chính xác là mình đang sử dụng file cấu hình nào để chạy server thì chúng ta sẽ để ý màn hình console ở đây. Như vậy 8080 ở ABC. Vậy chúng ta stop lại server. Giả dụ bây giờ mình khi chúng ta cấu hình start với Spring Boot, chúng ta muốn chuyển vào đây một cái giá trị cấu hình cho một cái bin của chúng ta hay là một cái sử dụng cho chúng ta sau này. Thì chúng ta có thể tạo một cái key tùy theo ý thích của mình, giả dụ như là my.key bằng hello spring. Giả dụ chúng ta sử dụng cái key này cho cái controller của chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nhập vào đây. Thông thường thì những cái file property hay là file IML chúng ta chỉ cho vào đây những cái key mà dùng để cấu hình, những khởi tạo project thôi. Chúng ta đừng cho vào đây những cái key mà để sâu lên giao diện. Các em nhớ. Giả dụ chúng ta tạo một key như này. Thì để đọc cái key này trong cái cấu hình của chúng ta rất là dễ. Giả dụ trong cái hello controller ở đây, chúng ta muốn đọc cái giá trị là my.key với cái value là hello spring. Thì chúng ta sẽ sử dụng như sau là khai báo một cái biến là private string. Giả dụ như là ví dụ cái biến là hello chẳng hạn. Đấy. Thì chúng ta chỉ việc là a còng value bên trên này. Và trong này chúng ta để là dollar là mông ngoặc và my.key ở đây. Đấy. Giả dụ đây chúng ta phải switch to mouse ra màn hình console, cái key là hello. Thì chúng ta sẽ khởi chạy lại server. Để chúng ta kiểm tra xem là khi chúng ta gọi vào đường dẫn hello, màn hình console của chúng ta có in ra cái giá trị là my.key hay không từ cái file property này hoặc là file IML. Server chạy thành công, chúng ta refresh
Ở đây cổng là 8080 chúng ta mới đổi. Enter. Như vậy, các em thấy là trong màn hình console, trước khi trả về view thì nó in ra cho mình cái biến là hello. Như vậy cái biến hello này sẽ được lấy giá trị từ cái key là my.key thông qua những cái annotation của string là cộng value và đô la ở đây. Chuyển cái key chúng ta đây vào. Key chúng ta là my.key và value nó là hello string. Như vậy cái value là hello string được gắn vào cái biến là hello và chúng ta in ra màn hình console ở chỗ này. Các em thấy đây. Đấy. Tương tự như vậy, chúng ta có một cách khác để lấy giá trị của cái key này. Chúng ta cũng có thể khai báo một cái biến là private environment. Chúng ta sử dụng cái thư viện là Spring Core và environment ở đây. Và chúng ta ở đây chúng ta sẽ auto void sử dụng annotation này. Auto void trong Spring tức là nó sẽ lấy một cái đối tượng đã được tạo sẵn trong Spring trước đấy hay gọi là một cái bin để gán vào cái bin là environment. Thì trong buổi học tới chúng ta sẽ làm rõ hơn vấn đề về tạo bin các thứ như nào trong Spring. Ở đây thì chúng ta sẽ gán một cái đối tượng chúng ta đã tạo sẵn bởi Spring rồi và gán vào cái bin env ở đây. Tương tự cái giá trị hello này, cái bin hello này như vậy. Và chúng ta có thể systema ra ở đây dùng cái bin env.get. Cổng 8080 và đường dẫn là gạch chéo ABC, chúng ta refresh lại và chúng ta quay trở lại. Các em thấy là nó in ra hai dòng hello string. Như vậy chúng ta đã biết cách cấu hình bằng file property và file IML trong bài học này, cũng như cách đọc một giá trị theo key của chúng ta tạo ra bằng biến environment hoặc là bằng annotation a.value. Chúng ta nhớ là ở đây chúng ta có auto void. Auto void chúng ta sẽ học trong bài học tới là cách sử dụng một cái đối tượng hay một cái giá trị đã khởi tạo trước đấy gắn vào trong một cái biến cho chúng ta, gọi là auto void, tức là tự động mà DID dependency injection. Thì vào trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục với những cái việc tạo controller, tạo view, tạo model trong cái lớp MVC của chúng ta. Hẹn gặp lại các em.